hồng trên ngực cháy. Diễn viên đóng vai bà Đại nói gì về việc khoe không phải con đẻ? Quý vị khán thính giả thân mến, nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy cũng đồng tính khi nhân vật bà Đại được gọi là bà mẹ độc ác nhất của năm. Bên cạnh những nhân vật được yêu thích như Khuê, Bảo, San, thì Hoa Hồng trên ngực trái có không ít nhân vật bị khán giả ghét cay ghét đắng như Thái, Trà, bà Đại, mẹ đẻ của Khuê. Lý do bà Đại bị ghét nghe lại rất chéo ngoe, đó là do bà đối xử với cô con gái Khuê không ra gì. Từ việc ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, bà Đại xem Khuê là cây ATM để bòn rút tiền. Nào chỉ có thế, bà thường xuyên chửi mắng, chỉ trích Khuê là ngu đần, ăn hại, ăn bám. Xem phim, nhiều khán giả tự hỏi liệu Khuê có phải con ruột của bà Đại hay không mà bà đối xử với cô còn tàn nhẫn như thế. Trả lời vấn đề này, trên một bài phỏng vấn gần đây, nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy úp mở rằng nếu tinh ý thì khán giả sẽ nhận ra Khuê có phải con ruột của bà Đại hay không. Hoa Hồng trên ngực trái sắp đến hồi kết rồi. Khán giả có băn khoăn thì cứ để họ tiếp tục xem phim và đợi chờ thôi. Với sự tay quái của mình, bà Đại cũng bị khán giả phong danh hiệu là bà mẹ độc ác nhất của năm. Nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy đồng tình với danh hiệu này dành cho bà Đại. Ở ngoài đời chắc chắn rất hiếm người mẹ đẻ nào lại ác với con mình như bà Đại. Có thể trong lòng bà ta cũng không đến nỗi quá cay nghiệt, nhưng cách thể hiện tình yêu là không có. Cách cư xử với con cũng không nhẹ nhàng văn hóa như những bà mẹ khác. Bản thân tôi cũng có một nếp một tẻ, với con gái tôi yêu chiều nhưng với con trai thì nghiêm khắc hơn, nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy nói. Trả lời câu hỏi về việc đóng bà Đại có khiến bản thân sợ hãi và có sự khán giả ghét vì bà Đại mà ghét lây sang mình không? Nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy thể hiện sự rõ ràng và chuyên nghiệp của mình khi chia sẻ quan điểm. Không hề, đã là diễn viên thì phải hoàn thành tốt mọi vai diễn của mình, không có gì phải sợ hãi cả. Còn tôi không giống với bà Đại nên dĩ nhiên tôi không thể chấp nhận được những hành động của bà ta. Tôi không quan tâm lắm đến những lời nói ở trên mạng, nhưng tính ra nó cũng là một điều tốt đấy chứ. Nếu mình đóng phản diện mà bị khán giả ghét thì thành công quá rồi còn gì bằng, nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy chia sẻ thêm. Theo nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy, Hoa Hồng trên ngực trái chỉ phản ánh góc nhìn rất nhỏ của xã hội, cớ gì xem phim lại sợ hôn nhân. Vui vẻ và trẻ trung hơn rất nhiều so với bà Đại của Hoa Hồng trên ngực trái là những ấn tượng đầu tiên về nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy. Là một nghệ sĩ gạo cội đã có thâm niên trong nghề, thế nhưng nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy, mẹ mìn của Hoa Hồng trên ngực trái, lại là một người kín tiếng và rất ngại khi phải đứng trước giới truyền thông để nói về mình. Khác hẳn một nghệ sĩ Bích Thủy sắc sảo trên màn ảnh nhỏ và sân khấu khấu kịch trước phóng viên thì bà là một phụ nữ đã ngoài 50, nhưng cả tính cách lẫn ngoại hình đều trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi thật. Trước buổi nói chuyện, nghệ sĩ phải thú thực rằng mình rất ngại khi phải kể về bản thân. Phải chăng vì những câu chuyện của cô quá tế nhị? Chỉ đơn giản là cô rất xấu hổ khi phải khoe khoang về những chiến tích của riêng mình. Sự xấu hổ đó khiến cô trở nên đáng yêu đến lạ kỳ. Hoa Hồng trên ngực trái chỉ phản ánh góc nhìn rất nhỏ của xã hội, cớ gì xem phim lại sợ hôn nhân? Xuất hiện ở cả hai dự án trọng điểm của VFC là Mê Cung và Hoa Hồng trên ngực trái, động lực đã dẫn lối cô đóng phim truyền hình thay vì đóng kịch và lồng tiếng. Trước đây, thời gian của tôi đều cho việc đóng kịch và lồng tiếng, nhưng phim truyền hình miền Bắc không cần đến diễn viên lồng tiếng nữa rồi. Việc ở sân khấu kịch cũng ít hơn do tôi đã nghỉ hưu, thế là được các đạo diễn mời đóng. Gần đây là vai trong Mê Cung và bây giờ là bà Đại. Mặt khác, tôi cũng muốn được tham gia các dự án phim cho đỡ nhớ nghề. Hai con đều đã lớn rồi nên về thời gian thì tôi rất thoải mái, chỉ là sức khỏe không cho phép mình làm việc quá nhiều thôi. Khán giả gọi bà Đại với cái tên mẹ mìn, bà mẹ độc ác nhất của năm, cô thấy sao về những danh xưng này? Tôi nghĩ mẹ mìn thì không phải, nhưng bà mẹ độc ác nhất của năm nghe đúng hơn đấy. Ở ngoài đời chắc chắn rất hiếm người mẹ đẻ nào lại ác với con mình như bà Đại. Có thể trong lòng bà ta cũng không đến nỗi quá cay nghiệt, nhưng cách thể hiện tình yêu là không có. Cách cư xử với con cũng không nhẹ nhàng văn hóa như những bà mẹ khác. Bản thân tôi cũng có một nếp một tẻ, với con gái tôi yêu chiều nhưng với con trai thì nghiêm khắc hơn. Theo như cô nói thì bà Đại ác độc là vì ham tiền, trọng nam khinh nữ, hay còn có một lý do đặc biệt nào khác? Trọng nam khinh nữ chỉ là một phần, chủ yếu là do ham mê cờ bạc mà ra. Trước đây bà Đại không như thế, nhưng dính vào con đường này, thua lỗ và nợ nần mới biến bà ta thành một con người khác.
Mẹ Khuê cũng biết nữ công gia chánh, biết buôn bán và làm nhiều thứ nữa khác nữa mà. Nhưng cờ bạc đã khiến cho bà ta tha hóa. Thế còn ý kiến về việc Khuê không phải con đẻ nên mới bị bà Đại ghét bỏ thì sao cô? Nếu tình ý thì khán giả sẽ nhận ra Khuê có phải con ruột của bà Đại hay không? Hoa hồng trên ngực cháy đã sắp đến hồi kết rồi. Khán giả có băn khoăn thì cứ để họ tiếp tục xem phim và đợi chờ thôi. Nhưng nhiều khán giả khi xem phim họ sợ bà Đại lắm. Có khoảnh khắc nào cô cũng thấy hãi nhân vật này không? Không hề, đã là diễn viên thì phải hoàn thành tốt mọi vai diễn của mình, không có gì phải sợ hãi cả. Còn tôi không giống với bà Đại nên dĩ nhiên tôi không thể chấp nhận được những hành động của bà ta. Nhiều khán giả nói vui rằng hoa hồng trên ngực trái khiến họ sợ hôn nhân, là người có nếp có tẻ, cô nghĩ sao? Không có chuyện đấy đâu, cuộc sống gia đình muôn màu muôn vẻ. Hoa hồng trên ngực trái chỉ phản ánh góc nhìn rất nhỏ của xã hội. Cớ gì xem phim lại sợ hôn nhân? Nhìn Khuê xem, nhờ những buồn bã đau khổ khi ly hôn đã giúp Khuê thay đổi tích cực. Khán giả xem họ sẽ nhìn vào điểm tốt và có suy nghĩ đúng đắn. Còn trong một cuộc hôn nhân, nếu cả vợ lẫn chồng đều cố gắng thì sẽ rất hạnh phúc. Thời nào cũng vậy, biết hy sinh thì sẽ có được hạnh phúc. Sẵn nói về hạnh phúc, tính ra đến nay cô đã kết hôn tròn 30 năm. Cô có thấy rằng người trẻ hiện nay yêu vội, sống gấp không? Riêng tôi và chồng thì yêu nhau ngay từ thời còn đi học rồi. Còn thế hệ trẻ bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm vì cuộc sống hiện đại đã cởi mở hơn. Có điều tất cả vẫn chỉ chung quy về một mối là nếu muốn hạnh phúc thì cả hai phải biết giữ gìn, nhường nhịn và nghĩ về nhau nhiều hơn. Còn sống mà nghĩ đến bản thân nhiều quá thì sẽ rất khó để hạnh phúc. Thời nào cũng vậy, biết hy sinh thì sẽ có được hạnh phúc. Dĩ nhiên, hy sinh thì cũng có một chừng mực nhất định. Chỉ cần đủ để đối phương hiểu rằng mình hết lòng với họ thì tự khắc biết cách đáp trả. Điều này có vẻ không đúng với Khuê và Thái cho lắm vì Khuê luôn hết lòng hy sinh nhưng vẫn bị Thái ghẻ lạnh. Khuê và Thái lại là một trường hợp khác. Thái chỉ bị chi phối quá nhiều bởi vấn đề về tâm linh nên cậu ta mới có những hành động sai trái như vậy. Mỗi người lại có một chí hướng khác nhau. Thái sẵn sàng hy sinh tất cả vì công việc, vì sự nghiệp nhưng lại không điều chỉnh được mình. Cứ lao đầu vào bói toán thì cậu ta sẽ thất bại thôi. Thế còn hạnh phúc khi làm nghệ thuật với cô ở thời điểm này như thế nào? Ai cũng nói sân khấu điêu hưu quá. Đúng vậy, nghề chính của tôi vẫn là diễn viên sân khấu mà. Với mỗi vở kịch chúng tôi phải tập rất lâu. Bởi vậy, thấy khán giả không mặn mà nữa, chúng tôi cũng chạnh lòng. Bây giờ có quá nhiều thứ để mọi người giải trí. Từ phim điện ảnh đến truyền hình cho đến sân khấu cũng bị ghẻ lạnh. Tôi chỉ biết hy vọng rằng giai đoạn này rồi sẽ sớm đi qua. Thêm nữa, kịch bản phim truyền hình hiện nay đi sâu vào đời sống và mọi người rất thích điều này. Nói vậy có nghĩa là cô vẫn lưu luyến sân khấu lắm. Nhiều năm làm nghệ thuật, cô có kỷ niệm nào nhớ hoài chẳng quên không? Nói về kỷ niệm đáng nhớ thì đó là thời điểm tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, lại phải đóng vai thiếu nữ trẻ hành nghề bán thân. Tôi quyết tâm không bỏ vai vì ekip chưa tìm được người thay thế. Vậy là mỗi ngày đều phải đi diễn, rồi có cảnh tôi bị anh Tiến Đạt đẩy ngã ngửa. Chồng tôi còn lên tận nhà hát để canh vợ, sợ vợ có vấn đề gì. Khi bụng lớn tôi buộc phải xin ngừng diễn. Còn thật ra tôi không có quá nhiều kỷ niệm hoặc đặc biệt, vì mỗi lần đóng phim tôi đều hết lòng, suy nghĩ thật sâu sắc và chín chắn để làm cho vai diễn tốt hơn. Mình đóng phản diện mà bị khán giả ghét thì thành công quá, còn gì bằng. Hết lòng vì sân khấu như vậy, cô có vì sợ nghỉ hưu sẽ buồn tẻ nên thường xuyên đi du lịch tìm vui. Chính xác, tôi rất thích trải nghiệm cảm giác đặt chân đến những vùng đất mới. Cứ có dịp là lại đi. Hiện tại tôi vẫn còn sức khỏe nên muốn cùng bạn bè gia đình đến những vùng đất xa xôi khó khăn trong việc đi lại. Vài năm nữa có tuổi thì mình đi nơi nào thuận tiện hơn để nghỉ dưỡng. Chuyến gần đây nhất tôi có ghé thăm Ấn Độ. Đến nơi mới thấy Việt Nam cũng ô nhiễm nhưng vẫn chưa là gì so với nơi đây. Vừa xuống máy bay tôi sửng sốt vì không hiểu sao nhiều sương mù đến thế. Mãi một lúc sau mới định hình được không phải sương mù mà là bụi. Tôi nhận ra ở Việt Nam vẫn hạnh phúc hơn. Người Ấn Độ mà tôi có dịp thấy họ khổ sở u uất quá. Còn về Việt Nam thì sẽ luôn được thấy những nụ cười. Tôi chỉ là người thích trải nghiệm và du lịch tâm linh chứ không hiểu quá sâu về Phật Pháp. Đến thăm các ngôi chùa cảm thấy thanh thản hơn. Tôi cũng chỉ cầu bình an, hạnh phúc, sức khỏe như mọi người thôi chứ không mê tín hay đặt kỳ vọng quá nhiều vào việc khấn bái cầu nguyện. Hoa hồng trên ngực trái mới chỉ đóng máy vào ngày 11 vừa rồi. Trong khi cô thì đi du ngoạn sơn thủy từ lâu lắc, có vẻ cô sẽ hết vai sớm hơn mọi người.
không hết sớm đâu. Có điều vai bà đại cũng không phải là một vai quá dài. Dĩ nhiên trước mỗi chuyến đi tôi đều phải sắp xếp lịch trình và xin phép đoàn làm phim để họ bố trí cho tôi được nghỉ. Ngày 11 tháng 11 vừa rồi tôi vẫn về Việt Nam để cùng mọi người quay hết những cảnh kết. Thế nhưng tôi chỉ quay cảnh ở bệnh viện vào lúc chiều, sau đó về trước, còn mọi người thì làm việc tới khuya, nên tôi không xuất hiện trong những hình ảnh mà cả đoàn đăng tải. Nhìn lứa diễn viên trẻ hoa hồng trên ngực trái chắc có sự khác biệt nhiều so với thế hệ của cô. Diễn viên trẻ hiện nay rất giỏi, nhanh nhẹn, cảm xúc tốt và có suy nghĩ chín chắn trước khi nhận một vai diễn nào đó. Riêng dàn diễn viên trẻ của Hoa Hồng trên ngực trái thì đều xuất sắc. Ngọc Quỳnh, Diệu Hương, Hồng Diễm, Hồng Đăng và cả hai bạn diễn viên nhí đều diễn rất tốt. Đóng xong phản diện như bà đại, cô có lo khán giả ghét mình không? Tôi không quan tâm lắm đến những lời nói ở trên mạng, nhưng tính ra nó cũng là một điều tốt đẹp đấy chứ. Nếu mình đóng phản diện mà bị khán giả ghét thì thành công quá rồi còn gì bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.